Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bộ Tài chính công khai các dự án giải ngân dưới 30% kế hoạch. Tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ rán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ. Thị trường vật liệu xây dựng cuối năm, nguồn cung dồi dào, sức tiêu thụ vẫn chậm. Sau đây sẽ là một số thông tin về tài chính thị trường đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công khai các dự án giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, nguồn ngân sách Trung ương, vốn trong nước do địa phương quản lý. Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, đến ngày 30 tháng 9, còn 326 dự án giải ngân dưới 30% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao của 56 địa phương. Đặc biệt có 82 dự án chưa giải ngân, 5 dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải có tỷ lệ giải ngân dưới 30%. Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh triển khai nghiêm túc quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của tất cả các nguồn vốn, ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn bổ sung ngoài kế hoạch theo chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Chủ động ra soát, báo cáo kịp thời phương án điều chuyển vốn giữa các dự án không có khả năng giải ngân hoặc chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, có nhu cầu bổ sung vốn. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh gửi các bộ có liên quan để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định trước ngày 15 tháng 11 năm 2024. Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 17/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019 quy định về việc tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ rán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ. Thông tư được ban hành với mục đích tránh lỗ hổng về pháp lý khi Thông tư số 22/2019 hết hiệu lực, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý rừng và quản lý lâm sản không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với các nước trong khu vực, phù hợp với các quy định quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, đồng thời bảo vệ sản phẩm gỗ rán, doanh nghiệp sản xuất gỗ rán của Việt Nam ngay tại thị trường trong nước trước những hành vi cạnh tranh không lành mạnh của doanh nghiệp nước ngoài, hướng tới mục tiêu xuất khẩu bền vững. Qua đó, tăng cường công tác quản lý xuất khẩu gỗ rán sang Hoa Kỳ, giảm thiểu nguy cơ Hoa Kỳ có thể áp dụng các biện pháp siết chặt hơn nữa đối với gỗ rán xuất khẩu của Việt Nam, thúc đẩy phát triển sản xuất và xuất khẩu sản phẩm gỗ rán của Việt Nam. Việc tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập khẩu gỗ rán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2029. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2024. Trong quý cuối cùng của năm, Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó công tác quản lý ngân quỹ, kiểm soát chi để tiếp tục đưa nguồn vốn ngân sách phát triển kinh tế xã hội. Để kiểm soát tốt các khoản chi, đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong các nghiệp vụ, nhất là nghiệp vụ kiểm soát chi, rút ngắn thời gian kiểm soát, thanh toán và áp dụng linh hoạt các phương thức cho từng nội dung chi. Kho bạc Nhà nước yêu cầu toàn hệ thống triển khai thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, hướng tới nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng. Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách, đồng thời giao cho vụ kiểm soát chi tiếp tục nghiên cứu, xây dựng quy trình giám sát chi trả trợ cấp cho các đối tượng an sinh xã hội từ nguồn ngân sách nhà nước qua tài khoản an sinh gắn với mã định danh để báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính xem xét phê duyệt. Tỷ giá đô la Mỹ những ngày gần đây tăng nhẹ, bất chấp việc công bố biên bản cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang. Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 24.168 đồng. Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại dao động từ 23.400 đồng đến 25.450 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ. Các nhà đầu tư tin tưởng rằng Ngân hàng Trung ương sẽ không tiếp tục nới lỏng quá mạnh tay và biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang đã lỗi thời sau khi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp khả quan được công bố vào thứ Sáu tuần trước khiến thị trường định giá lại kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed trong ngắn hạn. Sau chuỗi ngày duy trì ổn định, giá vàng nhẫn bất ngờ được điều chỉnh giảm mạnh về gần ngưỡng 83 triệu đồng một lượng cùng với thị trường vàng thế giới. Theo đó, giá vàng thế giới ngày 10 tháng 10 ghi nhận ở mức 2.610 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng đã giảm nhiều phiên liên tiếp xuống mức thấp nhất 3 tuần qua trong bối cảnh đồng đô la Mỹ đang tăng mạnh trên thị trường ngoại hối, cũng như lãi suất dài hạn tăng mạnh trên thị trường trái phiếu, làm giảm sức hấp dẫn của vàng trong mắt những nhà đầu tư sử dụng các loại tiền tệ khác ngoài đô la Mỹ.
việc giá vàng liên tiếp lập nhiều kỷ lục cao trong thời gian gần đây có thể khiến một số nhà đầu tư bắt đầu tạm dừng giao dịch kim loại này. Ở trong nước, giá vàng miếng duy trì ổn định ở mốc 85 triệu đồng một lượng, trong khi giá vàng nhẫn được điều chỉnh giảm mạnh về 83 triệu đồng một lượng bán ra. Báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản vừa công bố cho thấy, trong quý 3 năm 2024, tổng số căn hộ chung cư bán được là hơn 8.000 căn, giảm 20% so với quý trước đó. Nhưng con số này vẫn gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2023. Xét về phân khúc, hơn 75% tổng nguồn cung mới trong quý tới từ các dự án chung cư cao cấp. Trong đó chỉ có 2 dự án có mức giá chào bán trong khoảng 50-60 triệu đồng một mét vuông. Các dự án còn lại đều ghi nhận mức giá sơ cấp trung bình trên 60 triệu đồng mét vuông, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo trì. So với quý trước, giá bán đã tăng 8,7% và tăng 26% theo năm. Nguồn cung mới duy trì hạn chế trong nhiều năm đã khiến sức mua tăng, đồng thời đẩy giá bán sơ cấp tăng nhanh. Tại thị trường thứ cấp, giá bán trung bình là 46 triệu đồng mét vuông, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo trì, tăng 5,5% theo quý và gần 26% theo năm. Thưa quý vị và các bạn, theo quy luật thị trường, thời điểm cuối năm hoạt động sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng sẽ sôi động hơn do các công trình xây dựng phải gấp rút hoàn thành tiến độ. Nhiều dự án trọng điểm quốc gia đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Thế nhưng, dù đã bước vào những tháng cuối năm 2024, thị trường tiêu thụ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn kém sôi động so với những năm trước. Để phục vụ thị trường xây dựng cuối năm, cửa hàng này đã nhập về hơn 2.000 m2 gạch ốp lát. Nếu như thời điểm này mọi năm, cửa hàng đã ký kết hầu hết các hợp đồng cuối năm, nhưng năm nay mới chỉ đạt 30%. Dù mẫu mã gạch ốp lát đa dạng hơn với khoảng 200 loại, giá giảm từ 15-20% so với mọi năm, nhưng tiêu thụ vẫn chậm. Kinh doanh nó đang khó khăn như thế này thì chúng tôi đã cố gắng hết sức để đưa cái lợi nhuận cho người tiêu dùng, là cố gắng là tăng lên tới 15-20-30%, các mặt hàng lên 30% để giảm giá thành để cho người dân lấy cái hoàn thiện. Nhưng mà cái đầu ra vẫn rất là ảm đạm so với là mọi năm. Không chỉ gạch ốp lát, thị trường các loại vật liệu xây dựng khác như gạch xây dựng, sắt thép, xi măng, nguồn cung khá dồi dào. Về giá cả, hầu hết các mặt hàng đều ổn định, thậm chí nhiều loại còn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023. Nhưng sức mua lại giảm. Riêng mặt hàng thép, gạch xây dựng tăng nhẹ so với thời điểm các tháng đầu năm. Theo các đơn vị kinh doanh, do điều kiện kinh tế năm nay khó khăn, các công trình dân dụng khởi công ít nên mặt hàng vật liệu xây dựng tiêu thụ chậm, chỉ bằng từ 50-60% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, bất động sản vẫn còn khá chậm lắng, doanh nghiệp ít đầu tư dự án mới, không đồng đều trong nguồn cung cầu tại các địa phương là những yếu tố khiến thị trường vật liệu xây dựng gặp nhiều khó khăn. Trong những ngày đầu của tháng 10 này thì phía nhà phân phối Phú Hùng thì và phía nhà máy được cam kết đủ hàng cho tất cả các hệ thống đại lý, thì trung bình một ngày thì bán ra được tầm 700 tấn. Giá thép trong thời gian tới cũng sẽ có sự biến động. Thì cái này thì cái biến động này thì nó cũng tùy thuộc vào thị trường, nhưng theo cái đà tăng của Trung Quốc và thế giới thì giá thép chắc chắn cũng sẽ tăng. Thị trường gạch ốp lát và nói riêng và vật liệu xây dựng nói chung thì năm nay là trong cái thời điểm năm nay là cực kỳ khó khăn. Đối với đơn vị thì còn có 3 tháng nữa là hết năm, thì chúng tôi phấn đấu là cố gắng để mà hoàn thành cái hai năm, nhưng mà chắc là cũng chỉ trong vòng 70-80%. Trước những khó khăn của ngành vật liệu xây dựng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn số 14375 về tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thúc đẩy sản xuất tiêu thụ xi măng, sắt thép và vật liệu xây dựng trong thời gian tới. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ ngành liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện chiến lược phát triển vật liệu xây dựng, quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Đá và Hiệp hội Gạch ngói Thanh Hóa chủ động nắm bắt các đề xuất của doanh nghiệp vật liệu xây dựng, kịp thời hướng dẫn giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn giải quyết. Các đơn vị sản xuất kinh doanh đang kỳ vọng thời gian tới thị trường vật liệu xây dựng sẽ khởi sắc hơn. Bản tin tài chính thị trường xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.